Xin kính chào quý vị đang đến với số đặc biệt của Sun TV, chương trình Điểm tin dự án. Kính thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh Sun TV với mục đích cập nhật thông tin về các dự án mới, đồng thời có thể hỗ trợ cho các đơn vị thi công, nhà thầu, các đơn vị cung cấp liên quan đến ngành xây dựng, nội thất có thể tìm được đối tác phù hợp cho mình. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua những dự án đáng chú ý sau đây. Khởi công dự án nhà xưởng cho thuê tại khu công nghiệp Dầu Dây, quy mô 11 hectare. Xây dựng chung cư cao cấp có số lượng chỗ đậu xe lớn nhất Đà Nẵng. Khởi công xây dựng cụm công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông 1.400 tỷ đồng. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết của dự án. Thưa quý vị, khởi công xây dựng dự án nhà xưởng cho thuê tại khu công nghiệp Dầu Dây, Đồng Nai với quy mô 11 hectare và tổng diện tích xây dựng khoảng 70.000 m². Ngày 31 tháng 5 vừa qua, lễ ký kết hợp đồng và khởi công xây dựng dự án nhà xưởng cho thuê tại khu công nghiệp Dầu Dây đã được diễn ra. Với dự án này, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Dầu, tổng thầu dự án là công ty cổ phần thiết kế xây dựng BAC. Theo đó, dự án nhà xưởng cho thuê này được đặt tại đường số 2M, khu công nghiệp Dầu Dây, thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, với quy mô 11 hectare, tổng diện tích xây dựng là khoảng 70.000 m². Hiện tại, dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê này đã được khởi công và đang trong quá trình xây dựng. Giai đoạn 1 sẽ cho xây dựng nhà xưởng diện tích 10.000 m² và các công trình phụ trợ khác như trạm bơm, nhà bảo vệ, nhà rác, tụ điện và nhà xe. Đà Nẵng xây dựng chung cư cao cấp The Sun Residence có hệ thống bãi đậu xe thông minh. Đây là dự án có số lượng chỗ đậu xe lớn nhất Đà Nẵng. Sáng ngày 20 tháng 6, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng The Sun chính thức khởi công chung cư cao cấp The Sun Residence. Theo đó, công ty xây dựng Tricons là tổng thầu xây dựng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB là đơn vị tài trợ vốn cho dự án. Công ty đô thị mới Thủ Thiêm là đơn vị phân phối. Công ty cổ phần truyền thông Hoàng Mai là đơn vị quản lý truyền thông dự án. Dự án tọa lạc tại đường Phạm Kiệt, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng với tổng diện tích đất là 2.854 m², diện tích xây dựng là 1.442 m², mật độ xây dựng 50,35%. Theo thiết kế, dự án gồm 28 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm. Điểm nhấn của dự án là hồ bơi vô cực nhìn thẳng ra biển và khu vườn trên không, bên cạnh các tiện ích khép kín khác nhau, phòng gym, spa, nhà trẻ, cửa hàng tiện ích. Đặc biệt, hệ thống bãi đậu xe thông minh đã khiến dự án có số lượng chỗ đậu xe lớn nhất Đà Nẵng, giải quyết một trong những nhu cầu bức thiết nhất hiện nay. Tính đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã có đầy đủ các giấy tờ quan trọng nhất để triển khai dự án. Dự án được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng vào ngày 28 tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị, khởi công xây dựng cụm công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng. Đây là dự án quan trọng, kỳ vọng đóng góp vào lộ trình xây dựng và phát triển Long An. Ngày 27 tháng 6 năm 2020, lễ khởi công cụm công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã diễn ra. Tham dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh. Dự án cụm công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông này có chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Sơn. Đây là một trong những nhà đầu tư và phát triển dự án lớn nhất của tỉnh Long An. Theo đó, dự án này có tổng diện tích là 261 hectare với tổng mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng. Dự án này có lợi thế cạnh tranh, uy tín, kết cấu hạ tầng chỉnh chu, vị trí giao thông thuận lợi tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, cụm công nghiệp thu hút 55 doanh nghiệp hoạt động. Tại lễ khởi công, nhiều nhà đầu tư mới đã ký kết hợp tác đầu tư tại cụm công nghiệp. Đây là dự án quan trọng, chủ đầu tư kỳ vọng có thể góp vào lộ trình xây dựng Long An thành một điểm sáng phát triển tại khu vực cửa ngõ vùng Tây Nam Bộ. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin dự án ngày hôm nay. Nếu các công ty và doanh nghiệp có bất cứ thắc mắc gì về thông tin dự án, xin vui lòng để lại bình luận phía dưới video để được chúng tôi hỗ trợ miễn phí. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!